13 triệu, đó là số tiền mà các bạn sẽ phải bỏ ra nếu mà muốn sở hữu chiếc máy cắt cỏ Echo SRM 520. Với 13 triệu thì nếu như lựa chọn các cái dòng máy cắt cỏ khác, ví dụ như là Husqvarna, Estin, đây là cũng cái những cái thương hiệu quá hầm hố tại thị trường Việt Nam rồi, thì các bạn mua được tận 2 cái. Vậy mà cái điều mà tưởng chừng không ai dám mà vẫn có người dám. Đôi khi đó chỉ là quan điểm thôi đúng không các bạn? Tùy theo thực tế lại khác. Quan điểm chúng ta là không bao giờ các bạn bỏ ra 13 triệu để mua một cái máy cắt cỏ. Nhưng đối với thực tế, người khác người ta dám bỏ ra. Và đây, hôm nay mình sẽ quay chiếc máy Echo 520 cho các bạn xem và để review lại cho anh khách. Anh khách này là một anh khách ở Cam Lâm, Khánh Hòa, rất là chịu chi. Lô này đợt trước mình quay lên cho các bạn xem là có 2 con, thì một con chốt trước rồi, full đai phụ kiện. Full nguyên đai nhựa nguyên kiện. Và chiếc này thì là chiếc mà mình đã test rồi ấy, mấy lần để cho các bạn xem ấy. Bởi vì chiếc nguyên đai nguyên kiện kia đã bán rồi thì còn chiếc này thôi, và khách hàng cũng đã lấy nốt Echo SRM 520. Hàng này thực sự luôn, ngoài hiệu quả công việc ra phải có đam mê mình thì mới dám chốt cho em như thế này. Nó quá đắt, thật sự luôn, quá đắt. Và để nhưng mà so với cái chất lượng của nó thì hoàn toàn, theo mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Đắt là so với nhu cầu, đắt là so với tài chính của chúng ta, đa phần chúng ta. Còn so với việc mà các bạn mua ở nước ngoài đi, thì mức giá 13 triệu này là quá hợp lý. Hợp lý tức là rẻ hơn so với các bạn mua ở nước ngoài. Còn đắt là so với tài chính của chúng ta. Cái mức giá này là một mức giá mà đa phần những cái người tiêu dùng không sẵn sàng bỏ ra. Thật sự luôn, những người thứ nhất là đam mê, phải có đam mê thì mình dám mua những cái máy này. Rồi, mình thử mình tranh thủ quay lại cho khách hàng và giới thiệu lại một lần nữa. Chắn là sẽ rất lâu nữa mình mới gặp lại những cái chiếc máy như thế này, Echo SRM 520. Bởi vì sao? Bởi vì những cái hàng khủng long bạo chúa như thế này này, thật sự luôn, nhập về rất khó bán. Và những cái hàng này gọi là nhập khẩu và nhập khẩu tư nhân. Những cái phiên bản đặc biệt này, những cái bản hiếm, bản khủng long bạo chúa này. Đối với Echo là một cái thương hiệu hàng đầu luôn trên thế giới, đến từ Nhật Bản. Và SRM 520 là chùm cuối của Echo. Chùm cuối nha các bạn nha. Nó là model đỉnh nhất của Echo rồi. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật luôn và xuất riêng cho thị trường châu Âu. Đó là cái lý do mà các bạn thấy ở Việt Nam mình không bao giờ xuất hiện những cái hàng này, ngoài điện máy Bình Sơn đập hộp. Ok, rồi xin mời các bạn đến gần hơn. Anh em nhìn qua một chút để ngắm nhìn nó lần cuối trước khi tiễn em nó về với chủ. Đối với những chiếc máy này thực sự nó không nhiều. Để mà sau đợt này hết thì mình muốn mua lại, mình muốn nhập lại nữa thì cũng rất là khó. Echo để nhập những cái máy như thế này thật sự luôn rất khó nhập. Vì số lượng nó ít, nó không đáng bao nhiêu để các bạn nhập cả. Ví dụ như một đơn vị các bạn muốn làm việc với hãng, các bạn nhập thì số lượng nó phải nhiều mới bỏ công chuyển từ nước ngoài, người ta gọi xuất nhập khẩu xuyên biên giới mà, thì mới bỏ chứ. Vụ như kiểu ít vài con thì cũng không dám nhập. Nhập về bán giá bao nhiêu, thực sự luôn mình cũng rất là đam mê, mới dám nhập những cái dòng máy này để thỏa mãn đam mê. Mình cũng là bên đam mê, bên mình cũng là bên đam mê. Và khách hàng tất nhiên rồi, cũng là đam mê. Ok, SRM 520 kinh khủng khiếp. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, các bạn thấy không? Full hộp từ A đến Z luôn, hàng này là Made in Japan Limited. Rồi ok, đây các bạn thấy không? Trên này nó có một số cái thông số ở cái tem này, anh em nhìn này, Yamabiko này. Đấy, sản xuất của nhà máy Yamabiko này. Thấy chưa các bạn, thấy EU này. Cái này tiếng Anh là gì? Authorizer. Atlantic này. Đấy, Limited này. Con này là 2017. Mới tinh luôn. Mới đập hộp đây, full hộp đây. Phụ kiện đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Ôi, con này mình cũng đã đổ xăng rồi. Đổ thử cho các bạn nghe cảm nhận đánh giá phát nhỉ. Dòng này thì không có gì cả, không bao giờ có chuyện rung, không bao giờ gặp. Các bạn nhìn những cái đầu bò, nhìn nó chán luôn, thật sự luôn. Những cái đầu bò như thế này cơ mà, nó một cái đẳng cấp quá kinh khủng, tinh túy nhất của hãng Echo họ dồn vào cái máy này. Đây, anh em nhìn những cái bọc bắp chuối này, trời ơi, cái công nghệ này gọi là công nghệ Quickstrack à, công nghệ gì đó mà mình xem ở trên trang web của Echo. Cái này là công nghệ gì nó giảm rung này, đa điểm này. Đấy, ngay kể cả về phần tay lái cùm các bạn nhé, rất linh hoạt, chỉ vặn bằng tay thôi, không cần phải phức tạp gì cả. Ống cần 28 độ ồm 116 dB. Dòng này thì bất chấp rồi, 520 cơ mà. Thôi tháo thùng ra xem có những cái gì nhỉ. Đấy, nó chỉ có một cái máng chắn như này thôi. Đó, đồ đạc đây. Ok, có một quyển sách hướng dẫn này, một cái kính mắt này,
túi này mình còn chưa rạch nhá các bạn nhá. Đây này, nguyên này. Cái gì đây này? Cái này bọc lưỡi à? Ừ, cái này hình như bọc lưỡi này. Một cái mâm cước này. Ôi dồi, mâm cước này cực chất luôn anh em ạ. Mâm cước tự động, mâm cước rút nhá. Ừ. Đấy, trong này có một bộ này, cái tuýp mở này, nhìn nó cũng kém to, quá to luôn. Con này là dùng hệ ốc hoa thị. Cái dây đeo này anh em này, dây đeo này phải ông 2 mét mới đeo được. Tháo ra phát má, nó là cái ba lô nhưng mà cái dây đeo giống như kiểu một cái bộ bảo hộ mà khi mà anh em đi này, bọc ôm sát người luôn này. Ý, trời ơi đừng có chóp móc này, quả rút chốt móc chốt móc này này, anh em thấy không này, mình rút chốt này, mình rút cái này ra nhá. Đấy, đây anh em gạt này ra, móc vào xong bắt đầu là các bạn rút chốt này ra đặt lên, thề các bạn luôn, cái dây đeo này có khi dây đeo có khi mất cả triệu luôn đấy chứ đừng đùa. Đây, các bạn có thể thấy được cái giá đỡ này nó đã rơi vào tầm của hơn 1 cân rồi. Cái này nó có đệm mút tất cả phần quai nhá, nó có thể ôm sát luôn kể cả phần lưng này. Lưng thì nó có cái phần nhựa này để cố định này. Thật sự luôn, một số cái địa hình của Việt Nam mình ấy, một số địa hình ở trên vùng cao dốc nó rất là đứng và trang bị những cái bộ máy nó rất an toàn. Nhưng mà đôi khi về Việt Nam mình ấy, ở những cái địa hình rồi là thể trạng người Việt Nam mình nhỏ ấy, do đó thì lắp những cái bộ này lên đôi khi lại là vướng víu. Nhưng mà đối với Tây, đối với thể trạng người nước ngoài hoặc là các bạn sử dụng trong những cái địa hình bằng phẳng ấy, thì cái này cực kỳ an toàn luôn, rất an toàn luôn. Các bạn nhìn bộ dây đeo rất là đáng tiền mất gạo này rồi. Đó, thế thôi, nó cũng không có cái gì cả. Xem là trong này có gì nữa không. Hết rồi anh em ạ. Đây, toàn bộ là chiếc máy Echo SRM520 tại điện máy Bình Sơn. Đây là chiếc thứ hai, chiếc trước đã bán rồi. Và nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh. Còn nếu mà khách hàng là anh khách đặt máy này, sau khi xem xong video này anh cũng có thể biết được cái máy anh sẽ nhận khi nhân viên giao hàng đến là như thế nào. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nổ thử để cho các bạn nghe cảm nhận đánh giá một lần cuối trước khi tiễn em nó. Đấy, tăng 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 tăng. Mình chỉ thích nghe tiếng anti thôi. Nghe hay nhỉ. Mình chỉ khoái nghe tiếng anti thôi anh em ạ. Anh em lưu ý nhá, khi mà mình giật đấy, kéo căng ra là giật thôi. Mà khi mình ga lên thì đừng tắt công tắc đột ngột nhá. Đấy, ok. Về garanti như này thì chúng ta hãng tắt máy nhá. Ok. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh. Xin chào.